Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều, mẹ tôi lo liệu đủ trăm chiều. Sân gạch tường hoa người quét lại, vẽ cung trừ quỷ dòng cây nêu. Nuôi hai con lợn từ ngày xưa, mẹ tôi đã tính Tết thì vừa, chứ gạo nếp thơm mo gói bo, dọn nhà dọn cửa rửa ban thờ. Nay là 28 Tết rồi đây, tháng thiếu cho nên hụt một ngày. Sắm sửa đồ lề về việc Tết, mẹ tôi đi buổi chợ hôm nay. Không như mọi bận người mua quà, chỉ mua pháo chuột và chanh gà cho các em tôi đứa mỗi chiếc, dán lên khắp cột đốt in nhà. Giết lợn đồ xôi lại giết gà, cố bàn xong cả từ hôm qua. Suốt đêm giao thừa mẹ tôi thức, lẩm nhẩm cầu kinh Đức Chúa Ba. Mẹ tôi gọi cả các em tôi đến bên mà rằng, sáng ngày mai các con phải dậy sao cho sớm, đầu năm năm mới phải lanh trai. Mặc quần áo lên trên nhà, thắp hương thắp nến lễ ông bà. Chớ có cãi nhau, chớ có quấy, đánh đổ đánh vỡ như người ta. Sáng ngày mùng một sớm tinh sương, mẹ tôi cấm chúng tôi ra đường. Mở hàng mỗi đứa 5 xu rưỡi, rửa mặt hoa mùi nước đường hương. Thầy tôi lấy một tờ hoa tiên, bút lông dầm mực viết lên trên. Trên những gì tôi chẳng biết, giữa đề năm tháng, dưới đề tên. Mẹ tôi thắt lại chiếc khăn sồi, rón rén lên bàn thờ ông tôi. Đôi mắt người trông thành kính quá, ngước xem hương chay đến đâu rồi. Mẹ tôi uống hết một cốc rượu, mặt người đỏ tía vì hơi men. Người rủ cô tôi đánh tam cúc, cười ầm tốt đỏ đè tốt đen. Tôi mặc một chiếc quần mới may, áo lươn khăn lượt, chân đi giày. Cho tôi sang lễ bên quê ngoài, người dặn con đừng uống rượu say.
xong ba ngày Tết mẹ tôi lại đầu tắt mặt tối nuôi chồng con. Rồi một đôi khi người dậm gạo chuyện trò kể lại tuổi chân son.